hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Bây giờ các cầu thủ Than Quảng Ninh được hưởng quả đá phạt. Đánh đầu rất kỳ huyền. Trọng tài đã xác định các cầu thủ Quảng Ninh được hưởng quả đá phạt góc. Một pha băng lên đánh đầu của trung vệ Lacho Nevin, cầu thủ cũ của Nam Định. Rất nguy hiểm, bóng vẫn còn. Đánh đầu. Dứt điểm. Liên tiếp những pha uy hiếp khung thành của đội bóng đất mỏ. Cầu thủ Sơn La Vàng đang tổ chức tấn công. Đình Hoàng rất nguy hiểm, pha vẩy bóng ngoài của Olaha. Ở ngay vòng đầu tiên anh đã ghi bàn thắng. Dạo hát bàn mạnh mà không quên. Không quên, không được. Pha xoay người dứt điểm. Nhưng thật tiếc là pha dứt điểm của Mạc Hồng Quân bóng bay cao hơn so với khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Được truyền vào của Thế Mạnh, Hồng Quân xoay sở và dứt điểm kỹ thuật. Tuy nhiên bóng đi không chuẩn xác. Rất ít khi người ta thấy được Mạc Hồng Quân nói riêng và các cầu thủ Than Quảng Ninh lại có một tình huống thảnh thơi đến như vậy. Bây giờ là phản công cho đội bóng đất mỏ. Nghiêm Xuân Tú, một đường chuyền thuận lợi cho Sydney. Vừa đá Sydney, dứt điểm rất nguy hiểm. Một pha qua người rất tốt của Sydney. Nhưng tình huống dứt điểm của anh đi chạy cột dọc. Chúng ta xem lại pha chuyền bóng của Nghiêm Xuân Tú có điểm rơi. Và Sydney đã rất nhanh và chấp thời cơ. Trong hiệp 1 thì Xuân Tú, cầu thủ đã có 17 pha kiến tạo ở mùa giải năm ngoái, chưa thể hiện được nhiều. Đánh đầu, tình huống đánh đầu ngược của Yao Hamman. Trong một tư thế đánh đầu như thế này thì rất khó để Yao Hamman có thể mang đến sự khác biệt. Khi họ đã có trận đấu tưng bừng ở vòng đấu đầu tiên. Dứt điểm, pha dứt điểm từ rất xa của một cầu thủ Sông Lam Ngan, đó là Dos Santos. Pha hãm ngực rất tốt và cú sút rất táo bạo vẫn chưa được thực hiện tốt. Olaha rất hay. Khắc Ngọc dứt điểm rất nguy hiểm, bóng đã đập cột dọc trong tình huống vừa rồi. Một phút lé xoáng của Khắc Ngọc là tình huống đáng chú ý nhất sau 75 phút của trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An. Chỉ tiếc rằng sự hoàn hảo đã không đến sau pha dứt điểm của Hồ Khắc Ngọc khi may mắn đã hướng về phía khung thành của Than Quảng Ninh. Một tình huống xử lý cực kỳ bất ngờ của bộ đội Olaha và Hồ Khắc Ngọc. Bàn thắng duy nhất của Đinh Thanh Trung vẫn đang giúp cho Quảng Nam dẫn trước 1-0. Nghiêm Xuân Tú, pha dứt điểm hay của Nghiêm Xuân Tú. Nhận thấy không có một người đồng đội nào bên trong khu vực cấm địa, Nghiêm Xuân Tú đã có pha xử lý xuất thần. Pha dứt điểm ở góc tương đối hẹp. Tất nhiên rất khó để có thể đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh trong một tình huống như thế này. Pha lỗi bóng đầu tiên là của Trần Đình Đồng. Thực sự thì Nguyễn Xuân Tú không còn một giải pháp nào tốt hơn, khả dĩ hơn trong pha bóng này. Như vậy là trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng đấu thứ hai giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2017-2019 đã kết thúc.